Thứ nhất là về hồ sơ cứu thì các bạn chú ý là có cả cái phần từ phần triệu chứng đến phần bệnh học. Các bạn nghe được không nhỉ? Ai lớp trưởng feedback hộ cái? Vâng, chúng Dạ, em nghe nghe rõ được. được. Ok, các bạn nghe rõ được rồi. Còn thấy cái gì không được feedback ngay nhé, đừng có chat trước, nhưng ai cần thì cứ hỏi thẳng ra. Thì gồm có phần từ phần triệu chứng đến phần bệnh học. Phần triệu chứng thì gồm có hai bài đúng không nhỉ? Các bạn biết rồi, tức là chắc là nắm được chương trình rồi. Tôi nhắc lại cho nó review lại cho nó nhanh thôi, là bài sốt với cả bài khó thở, đấy là khám nhá. Thế còn sau đấy thì các bài về bệnh học thì gồm có các bài trong chương trình V4, tức là cấp cứu ngừng tuần hoàn này, phù hồi cấp huyết động, phù hồi cấp ngừng tuần hoàn, bài điện giật mặt nước xanh, bài rắn cắn số lượng rất thường gặp. Y6 thì các bạn sẽ có bài nguyên tắc sử dụng cấp, bài sốc, bài rối loạn nước điện giải và tăng bằng tuyến toa. Đấy là chung trong chương trình. Này, có đúng không nhỉ bạn lớp trưởng? Cấp cứu ngừng tuần hoàn các bạn có hỏi gì không? Thì cũng đơn giản thôi đúng không nhỉ, các cái gọi là làm tiêu chuẩn làm sao để xác định ngừng tuần hoàn đúng không nhỉ, rồi các cái BLS tức là các cái basic support như thế nào, và các cái gọi là advanced cardiac support tức là các cái gọi là hồi sinh tim phổi chuyên sâu chuyên khoa đúng không nhỉ, tất cả các chuyện đó các bạn phải học. Thì có ai hỏi gì trong các cái phần này không? Thưa thầy ạ, em có câu hỏi về bệnh cấp cứu ngừng tuần hoàn ạ. Hỏi đi. Bệnh nhân dùng thuốc sau khi xuất viện thì ưu tiên kiểm soát đường thở, bệnh nhân hay truyền thuốc chống rối loạn nhịp. Nói to em ơi, không nghe thấy. Bệnh nhân dùng thuốc sau khi xuất viện thì ưu tiên kiểm soát đường thở cho bệnh nhân hay là dùng truyền thuốc chống rối loạn nhịp cho bệnh nhân ạ? Em ơi, không phải cái câu chuyện như thế, nó vẫn là ABC mà nhá. Nó vẫn là ABC, có hiểu nhỉ? Tức là CBA nếu bạn nói thì vân vân. Tuy nhiên là sau khi đấy gọi là các guideline support rồi, sau khi mà các bạn đã vào bệnh viện rồi thì các bạn mắc lên trên cái điện tim ấy, lên trên cái máy xuất viện ấy, thì lúc ý thì tùy theo các cái nó là cái gì chúng ta xử lý trong cái đấy đúng nhỉ. Nếu mà các cái shock cable thì nên tức là các cái gọi là các cái dối loạn nhịp mà có thể xuất viện được, nhưng các bạn xuất viện rồi đúng không nhỉ, còn xuất viện là vẫn còn thua. Tuy nhiên các bạn dùng các cái thuốc đúng theo cái guideline đúng không nhỉ, thì đấy là cái gọi là hướng dẫn nha, chứ không ai đi hỏi là gọi là xuất viện trước hay là gọi là ép tim trước, em hiểu không nhỉ? Cái câu chuyện đấy không phải. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Em có thêm một câu Em nữa thế này. còn cái câu chuyện là nó luôn luôn nó hỏi cái câu chuyện như vậy, nên trong thực tế rồi nhé, con này đi âm sàng thì các bạn thỉnh thoảng các bạn hỏi, tại vì các bạn biết thừa rồi, nếu mà các cái shock cable tức là bạn sốc được, các bạn chuyển nhịp được thì nó sẽ tiên lượng sống rất là nhanh. Thì nếu như ví dụ như trong bệnh viện chẳng hạn hay là hỏi thì lúc ý các bạn sẽ là ép tim trước hay gọi là vân vân, hay bạn xuất viện luôn đúng không nhỉ, thì cái điện đấy thì lúc nào đi lâm sàng thì chúng ta sẽ hỏi, nhưng mà câu hỏi đấy thì ít khi nó động đến trong cái chuyện này, các bạn hiểu không nhỉ? Thế còn lại nếu mà không chắc chắn thì thường thường người ta sẽ làm các cái gọi là các cái vai support trước, tức là các cái biện pháp CPR trước đúng không nhỉ, sau đấy thì người ta làm xuất viện. Còn nếu như mà xác định ngay chắc chắn là vừa chắc chắn xác định chắc chắn được có thứ vân vân mà xuất viện thì các bạn sẽ xuất viện luôn đúng không nhỉ, trước khi làm CPR. Nhưng mà ít khi người ta hỏi đến cái tình huống kiểu như vậy, còn sau này đi lâm sàng các bạn có thể hỏi nhá. Có Dạ hiểu vâng không nhỉ? ạ. Không, hoàn cảnh của bạn là hoàn cảnh trên lâm sàng nhưng mà Dạ vâng bạn ạ. hiểu không nhỉ? Nhá, tức là tóm lại là phục một phát bạn thấy bệnh nhân suýt một phát bạn thấy bệnh nhân dung thất thì bạn sốc tim trước bạn làm đúng không nhỉ? Có hiểu không nhỉ? Nhưng đấy là phải là witness, tức là phải là rất là rõ ràng và trong bối cảnh lâm sàng đúng không nhỉ? Chúng ta có thể là tiến hành xuất viện luôn đúng không nhỉ? Đấy là, nhưng mà lâm sàng còn hỏi, ít khi hỏi thế, thường thường là nó vẫn là CPR, sau đấy thì thường thường là đến hết cái CPR mà lắp lên các cái điện tim ở trên đấy rồi, mà nếu ý là xử trí theo nguyên nhân thật ra theo cái điện tim nó hiện ở trên cái máy, thường thường ta gắn vào cái máy xuất điện mà, thì theo cái loại nào thì xử lý theo loại đấy. Nhưng mà nhớ nhé là nó còn liên quan đến cả thuốc nhé đúng không nhỉ, ví dụ như là những cái thuốc này xong dùng 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 gì đấy thì các cái thuốc trong cấp cứu lâm sàng có phải nhớ đấy nhá. Thế còn lại cái hoàn cảnh của bạn thì sẽ đi lâm sàng đâu đấy thì bạn có thể hỏi cái chuyện đấy, nhưng mà các cái câu chuyện đấy thì nó liên quan đến lâm sàng đúng không. Câu hỏi ta không làm khó như thế, bạn hiểu không nhỉ? Nếu như bạn clear nhá, bạn đứng trước mặt thấy phục phát nó sốc thì đi bạn xuất điện trước. Còn nếu mà bạn không chắc chắn thì bao giờ người ta cũng phải làm CPR trước xong rồi xuất viện. Như thế đấy là cái bài lý thuyết, cái bài gọi là gì nhỉ, cái bài gọi là giảm lâm sàng các thứ vân vân tình huống. Còn đối với cả sách thì người ta không làm sâu như bộ như vậy đấy. Câu trả lời cho bạn nhé, mà nhá, hiểu không nhỉ, cái ý của bạn là hỏi như thế, nhưng mà vấn đề là ít khi ta làm đến khó như thế. Thế còn thực tế thì là như thế, nếu như mà bạn chắc chắn thì bốc phát thì bạn nhiên bạn sốc, nhưng mà thường thường thì ít khi mà có thể có bốc phát có ngay đấy được, thì thường thường người ta vẫn làm CPR xong đấy thì có máy sốc và sốc. Em muốn hỏi Hỏi tiếp đi. câu nữa được không ạ? Được. Vâng. Đó, hỏi đi, hỏi đi, Phương hỏi đi. pháp kiểm soát đường thở trong cấp cứu ngừng tuần hoàn là gì ạ?
Em nói to một tí nghe không được các bạn, cái mic của em thế nào ấy? Em muốn hỏi về các phương pháp kiểm soát đường thở trong cấp cứu tuần hoàn ạ. Các phương pháp kiểm soát đường thở ạ. Nó là airway control, thì em cứ mở ra mà xem. Ừ. Có ôi, những không phải giảm nữa, cái đấy nó viết trong sách rồi mà nó dễ, nó có nhà dạy sinh viên nó thực tập từ năm thứ hai, nó đã làm ở trên các cái lab rồi nhá. Thì cái đấy là trong nguyên pháp của airway control nó viết đầy đủ rồi nhá, thì em cứ xem thôi, chứ đây không phải bài giảng, tôi công ty tôi giảng lại airway control là cái gì, nó viết đầy đủ trong sách mà nhá. Ừ, đọc đi, có mấy chữ mà rồi cái đấy có mấy chữ xong đọc thì còn hỏi làm gì. Kiểm soát đường thở là airway control em ạ, nhá, ngày xưa là ABC, bây giờ nó là CBA. Gọi là tức là nó gọi circulation, nó đưa lên trước, tức là nó gọi acting có thứ đưa lên trước, tất nhiên chỉ một số trường hợp rất ít thôi, nó đặc biệt nha. Thì còn cái LA control và business support thì cái đấy nó viết có một tí thôi mà thôi, mất thời gian mọi người, cái đấy nó dễ, em tự đọc đi. Em nhớ là đây là thắc mắc thôi nhá, chứ còn đừng nói lại là ví dụ như bài này cái đoạn đấy là gì, đề nghị thầy giảng không có chuyện đấy đâu nhá, em hiểu nhá, đây không phải buổi giảng bài, để hướng dẫn để giúp cho học thôi, giảng là sao nổi một nhiều như thế. Thôi thì còn có gì đâu, em chưa làm mà. Đầu tiên thì ta cũng phải mở ra, người ta lấy các cái dị vật các thứ vân vân, người ta làm công tự niệm pháp gọi là đẩy chán nâng cầm rồi các thứ vân vân. Có những cái chuyện đấy thì nó viết hết trong đấy mà, không có ngại nữa, nó mất thời gian. Nếu mà gọi là có chấn thương nghi ngờ chấn thương có ruột thì do sút thường, như cái đấy thì thôi em mở lên xem nhá. Rồi các bạn có hỏi gì nữa tiếp không? OK, thì bạn chú ý một tí là theo cái guideline thì nó thay đổi dần đi, nó tăng dần lên. Vì người ta muốn là em gọi là put fast, put hard, mà cho nên là mình người ta cũng thay đổi dần lên. Thế thì cái thời gian làm cái này thì là nó là quanh quanh khuyến cáo là quanh khoảng ST là 100 lần phút nhé. Còn sau đấy thì nó ST nó yêu cầu là từ 100 đến 120. Tuy nhiên là theo sách thì vẫn là quanh khoảng đấy, cho nên em thấy một cái câu mà tần suất ST chẳng hạn mà nó có ngoài cái ngưỡng đấy thì em chọn 100 đến 120, còn nếu có cả 100 đến 120 thì em chọn hộ cho 100 nhé, theo cái sách mà em viết, mặc dù guideline đâu đấy nó cái cập nhật hơn một chút rồi. Thế thì tiện thể thì nói luôn, nếu thấy hai con số thì con số đúng ở thôi, đúng hơn thì em lại chọn hộ 100 nhé, mặc dù cái guideline bây giờ thì nó coi là ok 100 đến 120. Rồi tiếp theo cái bài phủ cấp là thôi rồi, bài rắn cắn đi bạn, vừa rồi bạn nói không, bạn lại nhớ ra được cái tên rồi, bạn hỏi là cái gì nhỉ? Huyết thanh kháng độc rắn thì hiệu quả trên cái gì hơn cả? Huyết thanh kháng rắn hiệu quả lên trên các cái tác dụng hệ thống, tác dụng toàn thân ý, thì tốt hơn là tác dụng tại chỗ. Và trong tác dụng toàn thân thì ai cũng thấy rõ, nếu làm thấy rõ được tác dụng lên trên các cái rối loạn đông cầu máu nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Còn các cái tác dụng lên trên các cái neurotoxin thì nó kém hơn một chút. Còn tất nhiên cả toàn thân thì nó lại tốt hơn so với tác dụng tại chỗ. Tức là so với các cái xưng nề hoại tử tại chỗ thứ thì cái huyết thanh nó kém hơn nữa. Như vậy nếu như quay trở lại nó là cái gì là mình gọi là hiệu quả nhất? Thì toàn thân hiệu quả hơn tại chỗ, và trong toàn thân thì nó rắn lục, tức là cái dưới nặng đông cầu máu thì nó sẽ hiệu quả hơn. Có hỏi gì nữa không? Bài đấy các bạn vẫn nghe được nhỉ? Nếu không nghe được thì phải feedback ngay lập tức nhá, không là làm đấy để miss, để trôi đi mất một thời gian. Thế còn bạn có thể biết thôi, vẫn phải học thôi nhá. Nó có hai cái nhóm rắn chính là nhóm rắn lục với nhóm rắn hổ. Tên thì tất nhiên là người ta dùng các cái tên gọi là thông thường thôi, gọi là tên dân, gọi là Việt Nam thôi, tiếng Việt dân gian thôi nhá. Ví dụ như rắn hổ thì cũng có, nhóm rắn hổ thì cũng có hổ măng bành, rồi hổ chúa, rồi cặp nong, cặp nia, thế ta dùng thế thôi, chứ ta không dùng cái tên Latin cho nó không làm khó các bạn nhá. Còn rắn lục thì ta dùng ví dụ như là lục xanh, đuôi đỏ, hay là rắn lục gì đấy, lục là con trăm quả, hay là con cô mộc gì đấy, những cái tên gọi là thông thường nhá, chứ cũng không dùng tên Latin. Nhưng nhớ là có hai cái, và mỗi cái thì nó bao giờ tiếp cận tại chỗ, đúng không? Như bọn hỏi đấy, các triệu chứng như là sưng nề, hoại tử, chảy máu thì đấy, mốc độc rồi đấy. Còn toàn thân thì rắn rắn hổ thì nó neotoxin, và rắn lục thì nó là các cái độc tố phim tơ tức sẽ gọi là độc tố nên rối loạn quá trình đông cầu máu nhá, thì nó gây ra các cái biểu hiện như là DIC like, hay người ta gọi là VICC, tức là các rối loạn đông máu theo kiểu nó gọi là như là không phải chu nhá, thì cơ chế của nó khác nhau một chút, nó không qua thrombin. Thôi rồi, cái đấy các bạn có thể tự đọc nhá. Và câu hỏi thì bạn hỏi cái gì nữa không? OK, thì đấy là bài rắn cắn này. Thế bài phục phổi cấp, các bạn có hỏi gì không?
Thì nhớ phổi cấp thì phần lớn các cái nội dung ở đây là phổi cấp huyết động nhé, nó là cardiogenic pulmonary edema, nhưng mà nó có một cái bảng nó phân biệt một chút về phổi cấp tổn thương đấy, các bạn chú ý các bạn xem. Nên tất cả những cái con chuyện đấy nó cũng dễ làm câu hỏi đúng không nhỉ, các bạn đọc cái này đấy biết thừa rồi. Là phổi cấp là do các cái, nếu mà huyết động chẳng hạn, nhưng mà do tăng áp lực trong mạch, nó làm cho nước tràn trong phổi thôi, phổi phổi mà nhá. Thế thì thường thường thì nó là do cái gọi suy tuyến cấp gì tuyến phải vẫn ổn đúng không nhỉ, và trong điều trị thì bao giờ cũng là bằng mọi biện pháp bạn giảm tiền đánh xuống nhá. Ví dụ như các cái tư thế mà cho bệnh nhân ngồi chân thẳng rồi thì các bạn dùng các cái thuốc để làm giảm tiền đánh đúng không nhỉ, rồi nếu không được các bạn dùng tăng cơ bắp cơ tim. Thế còn về oxy thì thường người ta cho oxy đúng không nhỉ, oxy liều cao, nhớ oxy liều cao thì phải dùng mask nhá, nếu không được người ta dùng nông vệ sít nhỉ, thở máy không xâm nhập, còn nếu nữa thì phải thở máy xâm nhập. Còn đây nó rất còn tí là cái đấy buổi giảm, nhưng cái đấy các bạn học thôi, để các bạn chả hỏi gì cả thì tôi lướt qua một tí để cho các bạn nhớ lại thôi. Có hỏi gì không? Đúng nhỉ, thế đấy là cái phần gọi là phù hợp cấp. Bài này cũng không khó quá, nhưng mà không có hỏi gì à? Ok, bài tiếp là bài gì nhỉ? Bạn lớp trưởng. Ít feedback quá. Tôi hỏi vậy. Lớp trưởng, bài tiếp là bài gì? Em còn nếu mới hay là treo đấy, chả có ai ở đây hiện diện đấy. Thế thì chào feedback lại chứ, ai đại diện lớp đấy? À, trắng kinh nhỉ. Ok, là tiếp theo điện giật ngắn nước. Thì điện giật các bạn biết rồi, nó bạn biết rồi, nó là liên quan tới thứ nhất là tùy theo đúng không nhỉ, cái hiệu điện thế cao thấp đúng không nhỉ, thế như điện sinh hoạt bình thường các bạn ngại nhất là các cái câu chuyện về vấn đề là cấp cứu tuần hoàn đúng không nhỉ, tim nhất là các cái dòng điện nguy hiểm, nhất là các đường điện, đường của cái dòng điện nó đi qua đúng không nhỉ, qua tim vân vân. Thế còn lại thì bạn biết rồi, bao giờ nếu mà nó liên quan đến bỏng, nó liên quan đến chấn thương nhé, thế là cái này là thông thường là cấp cứu nó sẽ có mấy vấn đề như vậy. Thế các bạn phải chú ý các cái tiêu chuẩn nhé đúng không nhỉ, dòng điện thế nào nó nguy hiểm, có thứ vân thì phải tiêu chuẩn thôi nha, các bạn chú ý và nhớ nha. Thế còn bài ngạt nước thì các bạn chú ý một chút, tức là từ liên quan đến sinh lý bệnh luôn, đấy vẫn là xem sinh lý bệnh kinh điển, nó liên quan đến ngạt nước mặn, nước ngọc, liên quan đến gọi là chìm xuống là đuối nước thật sự, liên quan đến gọi là điện, gọi là nước giật, tức là các cái phản xạ khi bạn đập xuống nước vân vân đúng không nhỉ, liên quan đến sinh lý bệnh của các nước ngọc nước mặn vân vân. Thế thì cấp cứu thì bao giờ cũng là đưa bệnh nhân ra khỏi nước này, rồi chúng ta sẽ cấp cứu xem có cấp cứu ngừng tuần hoàn hay không. Nhưng đừng có quên là trong này có một cái vấn đề nữa là các cái tổn thương sau đuối nước nhỉ, các bạn chú ý một tí. Đấy là sơ lược các cái gọi là cái dàn bài các bạn học hai bài ngạt nước điện giật. Các bạn hỏi gì hai bên này không? Thưa thầy ạ, em muốn hỏi về bài đuối nước. Hỏi đi. Quy trình cấp cứu thì đầu tiên mình sẽ móc hút dị vật hay là áp dụng quy trình cấp cứu một tuần hoàn luôn cho bệnh nhân đuối nước ạ? Em ơi, đấy là nó hơi đặc thù một tí thôi. Trong cái trường hợp đấy thì thường thường mọi người là C, AB, còn trong đuối nước thì là ABC em ạ. Nhưng cấm là không được giúp ngược bệnh nhân lên đâu nhé. Thế cái đấy là khuyến cáo thông thường rồi. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Trong một số ít trường hợp cấp cứu một tuần hoàn thì là câu chuyện như vậy. Thế trong cấp cứu ngừng tuần hoàn ạ, thì bệnh nhân mình có đặt can nguyên mũi hoặc mũi hầu hoặc là can nguyên miệng hầu cho bệnh nhân không ạ? Thực ra đấy là nằm trong các biện pháp kiểm soát đường thở em ạ nha, tất cả cái chuyện đấy thì nó nằm, nếu mà gọi là gì nhỉ, gọi là can nguyên thì bình thường người ta chả ai ta làm cái chuyện đấy, nhưng mà thường thường mà nói là nếu như mà nằm trong gọi là advanced xem ạ, và trong bệnh viện rồi thì người ta sẽ có các biện pháp kiểm soát đường thở ấy mà. Em có hiểu không nhỉ? Có thể là mask thanh quản, có thể đặt nội khí quản, thứ vân vân. Thì cái chuyện đấy là trong bệnh viện, đấy là con ướt van cardiac life support nha. Thì còn thông thường bình thường thì bọn em sẽ có các cái thủ pháp rồi em sẽ để em kiểm soát đường thở thôi. Sau đấy em bóp bóng mà. Trong bệnh viện thì có cái chuyện đấy, thì em có thể là em cho bóp bóng, nhưng thường thì trong viện ta dùng kiểm soát đường thở nó làm luôn. Em có hiểu không nhỉ? Tức là các cái thủ pháp, ví dụ như là tôi vừa nãy tôi nói với bạn nào hỏi thì tôi bảo tôi chẳng muốn nhắc lại ấy. Ví dụ như là các cái head in chin lift thủ thuật gọi là đẩy trán nâng cằm, hoặc là do sút các thứ vân vân, để nâng cái góc lưỡi lên cho nó khỏi tụt lưỡi mà, có hiểu không nhỉ? Thế để khai thông các đường thở, tất nhiên trước đấy là em đã phải mở ra em lấy các cái dị vật đường thở rồi. Thế còn lại thì sau đấy em sẽ biết thừa là vào trong bệnh viện rồi thì người ta có thể là các cái gọi là ớt van mà
thì ta cái kiểm soát đường thở nâng cao, thì tiêu thể mát thanh quản hoặc là đặt nội khí quản các thứ vân vân nhá. Thế còn cái em gọi thì nó chung chiêng ở giữa, thì nói chung là nếu trong bệnh viện mà nó chưa đặt nội quản em nhét cái đấy vào để em để cho nó đỡ cái tụt lưỡi thì cũng ok, nhưng thường thường thì nó chia vào cái gọi là ngoài cộng đồng, em hiểu không nhỉ, thay thứ vân vân thì trong trong cái gọi là basic life support thì thường thường nó dùng các cái thủ pháp đấy, tại vì em biết thường người thì nếu như hôn mê nó tụt cái gốc lưỡi rồi nó sẽ gây ra tắc cái đường gốc trên đấy mà, thì người ta dùng các cái đấy thì nó viết kỹ mà nó cũng chả có gì phức tạp. Dạ vâng ạ. Đây đấy, cấp cứu tuần hoàn này, phục phổi này, phổi cấp này, nhớ là chủ yếu là cardiogenic nhá, cardiogenic bằng VIM thôi, phổi cấp biến động là chính, trừ một chút thế hệ phân biệt thêm một tí thôi, tại vì cái kia nó thể loại nó sang cái chuyện khác rồi. Thế còn lại thì cái bài điện giật ngạt nước các bạn có hỏi gì nữa không? Em cứ cái cho em hỏi con ạ, với những bệnh nhân mà điện giật ấy ạ, thì nếu không có triệu chứng gì thì mình theo dõi trong vòng bao nhiêu lâu ạ? Em theo dõi em tùy em theo dõi cái câu hỏi có tùy cái chuyện đấy, em theo dõi có hiểu không nhỉ, theo cái gọi là quy định thời gian đúng không nhỉ, thì em chú ý theo cái quy định đó nhá, em theo dõi trong bệnh viện nhá. Mới ra đâu câu hỏi nhỉ, sao là câu hỏi gì mà nó giống với câu hỏi thật thế nhỉ, nên tôi không trả lời, nó tương đối giống em viết đọc cuốn sách nhá. Chắc là móc được cái câu hỏi spoil rồi. Ok, hỏi gì nữa không em? Thế chưa nhỉ? Thế còn bài tiếp theo là bài gì nhỉ? Lớp trưởng nhỉ? Tiếp theo đến bài sóc thầy ạ. Tiếp theo thì như là một số mẫu cấp thường gặp trước Y4, là xong đến sốc, dẫn vị giải và kiền toan của cái Y6 nhà. Và nguyên tắc xử lý chính ngộ độc cấp nữa. Đấy là bài Y6, ok. Giờ chúng ta đi theo, cứ đi theo gì nhỉ? Đi theo... cho bạn thích, thì được, ok, thế là bài sốc có hỏi gì không? Ok, bài sốc em chú ý một tí, sao không hỏi gì nhỉ? Thôi, tại vì nếu sao mà em cũng hỏi câu trả lời của bạn trước thì đành nên cũng nói vậy. Nếu không có triệu chứng gì cả, nếu như bệnh nhân điện giật không có triệu chứng, không có dối loạn trên điện tim, không có vân vân thì trong 24 tiếng. Bài sốc thì bạn chú ý là các cái tiêu chí làm sao để xác định sốc nhá. Và nhớ người ta hỏi tất, hỏi cả pathology, tức là hỏi cả về vấn đề huyết động, nên là phải nắm được vụ một số các cái rất là đặc thù. Các bạn thừa hiểu đúng không? Ví dụ như là các bạn thừa hiểu là các cái guideline, ví dụ như là các cái sốc thường gặp nhất như là sốc nhiễm khuẩn này, sốc tim này, sốc phản vệ, sốc giảm thể tích, thì một số những cái gọi là dối loạn huyết động thì nó là kinh điển rồi, ví dụ như trong sốc septic shock là sốc nhiễm khuẩn chẳng hạn, thì ai cũng biết thừa là cái cơ chế chính của nó là do giảm sức khỏe mạnh thống đúng không nhỉ, trên lúc đầu có thể là tăng cung lượng tim một tí đúng không nhỉ, nhưng mà cái cơ chế chính của nó thế cho nên là guideline đi cùng với nó vận mạch của nó lean chẳng hạn. Thế rồi các cái bạn chú ý đấy là các định nghĩa tiêu chuẩn thế nào là sốc đúng không nhỉ, một số các cái lâm sàng của các dữ liệu của giảm tế bào tổ chức đúng không nhỉ, rồi các dữ liệu của như là rồi xét nghiệm như là lactate thì có thứ vân vân, bây giờ một số các thăm dò huyết động, một số các cái xét nghiệm suy chức năng cơ quan, rồi để các bạn chú ý là về xử trí thì bao giờ người ta cũng sẽ có như trong bài giảng, có thể ai không đọc Y Hà Nội thì không biết là nhưng không biết đi khác giảng nào Y Hà Nội thì thường ta sẽ giảng như vậy, nó sẽ có một biện pháp được gọi là chung trong các bệnh nhân sốc, bao giờ tạo nói đến chuyện chuyển dịch vì muốn được tế máu được từ vì tạng mà. Thời gian là time là ETC mà cho nên là thời gian là tạ, nhưng một tế bào tạ bao giờ tạo tối ưu hóa công lượng tim, cho nên bao giờ người ta cũng yêu cầu đầu tiên là cái chuyện là chuyển dịch, chuyển cái gì chuyển vân vân, người ta nói rồi các test chuyển dịch các thứ ta giảng trong bài, và sau đấy thì nếu như mà chuyển dịch công lượng tim rồi mà không vẫn không có huyết áp thì để tế bào tạ được, ngoài chuyện đảm bảo công lượng tim thì nó phải vượt qua được các cái ngưỡng cái đúng không nhỉ, cái gọi là điều hóa huyết áp của tạ, cho nên bao giờ người ta dùng thêm các thuốc để nâng huyết áp hay gọi là thuốc vận mạch, nên bao giờ vẫn chung ngoài các biện pháp chung này, bây giờ cũng là một cái biện pháp gọi là truyền dịch rồi các cái sử dụng thuốc vận mạch, và tất nhiên không bao giờ quên được trong xử trí sốc, bao giờ các bạn chú ý là các cái xử lý nguyên nhân đúng không nhỉ, trong đấy thì có một số các cái nó rất đặc thù, ví dụ như là mẹ nó sẽ chịu sốc chẳng hạn, rồi nó có các cái hướng dẫn đúng không nhỉ, về sau điều trị kháng sinh như nào, rồi các cái giải quyết ổ nhiễm khuẩn, thế rồi những bệnh nhân vì sốc là hai bộ vết sốc rất rõ ràng thể tích chẳng hạn vân, chúng ta đương nhiên chúng ta tùy theo nguyên nhân đúng không nhỉ, chúng ta phải cầm máu rồi vân vân,
được một sốc phản vệ và tách pi các cái dị nguyên chúng ta vân vân, thì đấy là các cái tiếp cận theo cái nhóm hoặc là các cái gọi sốc tim chúng ta phải can thiệp, ví dụ như là một cái tim do nhịp vân vân chúng ta can thiệp, thì đừng có quên các cái chuyện là điều trị nguyên nhân và một số các biện pháp chung là người ta chứng minh được giảm tỷ lệ tử vong do bệnh nhân sốc, thì đấy là hội chứng sốc nói chung. Các bạn không hỏi nên tôi lướt lại một tí để cho các bạn nhớ xem bạn hỏi gì không. Nhớ nhá, thì đây là bài nó không có nhiều, thực ra không phải bài giảng, chúng tôi chỉ lướt lại cho bạn nắm được các cái mỗi bài nó có các cái câu chuyện như vậy. Mình có hỏi gì không nhỉ? Còn câu ạ. Ừ, em hỏi đi. Để ra thắc mắc mà, em hỏi đi, thoải mái đi. À, thưa thầy, là trong cái trường hợp mà sốc nhiễm khuẩn khi mà mình dùng adrenaline mà cái liều mà nó tối đa rồi ạ, nhưng mà chưa được phối hợp thêm ạ. Em ơi, nói to lên tí. Là gì ạ? Em dạ thưa thầy, là trong trường hợp mà sốc nhiễm khuẩn ạ. Vâng ạ. Trường hợp sốc nhiễm khuẩn ạ, khi mà mình đã dùng thuốc vận mạch là adrenaline ạ, liều tối đa rồi nhưng mà huyết áp trên đâu được ấy ạ. Thì mình nên lựa chọn thuốc vận mạch gì để phối hợp cùng ạ? Em ơi, thì cái câu chuyện nó rất là rõ ràng, với em không chấp, em không làm, em không biết. Cái câu chuyện là liên quan, nó phụ thuộc vào các thăm dò huyết động em ạ. Nếu như mà nó giảm gọi là công lực tim hay chỉ số tim ấy, thì ta dùng thuốc tăng cơ bắp cơ tim, còn nếu như giảm sức cảm hệ thống thì ta dùng các thuốc làm co mạch. Thế thường thường là nếu như người ta phối hợp, thường thường ví dụ như người ta đã phối hợp nó đủ glutamine và no rồi không được nữa, ta có thể phối hợp adrenaline, có thể vasopressin, thì trong trong sách nó ghi rồi mà, thì người ta có thể nâng cấp cái chuyện đấy lại. Thế nhưng mà cái sử dụng thuốc vận mạch như nào thì nó theo hướng dẫn của các cái thăm dò huyết động em ạ. Người ta đo mà, ví dụ người ta dùng các cái thăm dò huyết động, ví dụ như USCO, PICO, vân vân, người ta đo thì nếu như là giảm cái gọi là CI hay là CO đấy, gọi là tim hay là chỉ số tim đấy, thì người ta dùng, ta có của tim nhá, người ta dùng alpha. Và nếu như mà đúng là nó giảm thì cái sức cảm hệ thống, thì ta dùng cái gọi là các cái thuốc làm alpha, ta sử dụng làm co mạch. Nó lâm sàng đẩy lên kịch kim rồi, thì tôi nó alin còn vasopressin em dùng gì em dùng không, thì nói chung là khó rồi. Hỏi đi em ơi. Thầy dám hỏi ạ. Bệnh nhân sơ gan xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, có tình trạng sốc ấy, thì lúc đó có rối loạn ý thức phải đặt ống nghe, thì mình sẽ cho bệnh nhân đi nội soi trong trong khi liên hệ máu vào huyết tương, hay là mình sẽ liên hệ truyền máu vào huyết tương sau rồi đưa bệnh nhân đi nội soi ạ? Các bạn đây mình xem lại sốt tiêu hóa chứ nhỉ? Nhưng mà về nguyên tắc trên lâm sàng thì vừa hồi sức vừa soi cầm máu xem nhỉ? Còn em không cầm được máu và em đổ bao giờ cho nó xong? Em hiểu không nhỉ? Cho vừa hồi sức dạ, mà vừa làm chứ. Dạ. Thực tế nó là như thế mà, chứ ai chả ai đợi cái này đợi cái kia đợi chả được. Em vừa sức, em hiểu không nhỉ? Em vừa gọi là đây là hypovolemic shock rồi mà, nó sốc mất máu mà. Nên là người ta đổ vào, chứ còn gì nữa, xong đấy ta phải lập tức, ta phải những cái thùng không đáy em mà không bịt từ đáy là em cứ đổ bao giờ. Thế cho nên về nghe thì có vẻ là ác liệt, nhưng thật ra trên trên thực tế thì người ta làm đồng thời mà, em hiểu nhỉ? Hồi sức rất là tích cực nên xong rồi đẩy đi gì, đẩy đi mà làm chứ còn đợi bao giờ cho nó ổn định được. Dạ dạ em cảm ơn thầy ạ. Nhưng mà tên đấy là tình huống thôi mà, chứ còn lý thuyết thì ít khi người ta làm cái kiểu như thế. Nhưng thường thì đương nhiên là bao giờ một phát em làm lâm sàng em biết mà, em đổ xối xả vào, và cái gì làm trước thì đương nhiên là phải hồi sức trước. Nhưng hồi sức nhanh nhanh trong nó nhanh chóng em đẩy đi, em can thiệp chưa? Dạ, bệnh nhân suy hấp thì đẩy đi can thiệp, thì đầu tiên biện pháp đầu tiên là đặt ống nội khí quản như em nói chứ, thở máy em đổ số xả vào chứ, xong em đổi đẩy đi chứ, có dung nhỉ? Chứ còn làm sao mà đợi nó ổn định được, nhiều cái nó chảy máu nhiều mà. Nhưng còn nếu mà bảo đầu tiên làm cái gì, đương nhiên đầu tiên không phải đẩy đi, đầu tiên như em nói đấy thì em đã làm rồi mà, em đặt ống thì em đổ các thứ vào rồi em mới đẩy đi chưa nha. Còn đổ đến mức độ như nào thì nó tùy theo cái tình trạng sốc của em. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Thế còn nếu mà không may, mà nếu mà có câu hỏi đấy thì bên tôi không có, nhưng nếu mà có bên tiêu hóa mà hỏi, mà nếu mà họ hỏi đầu tiên làm cái gì thì đương nhiên đầu tiên là phải ổn định cái kia rồi mới đẩy đi, chứ không có ngừng tim được đường, em hình dung nhỉ? Nha, nhưng mà cái câu chuyện đấy khi ai cũng hiểu làm thế nào mà. Nhưng nhớ nhá, nên tiếp cận sốc là vẫn ABC nhá.
ABC đấy, như bạn nói đấy, thì vẫn là ABC đấy nhá. Nhưng mà đừng có quyền giải quyết nguyên nhân vì thế. Hỏi gì nữa nhỉ? Ok, nên xong bài sốc. Thế bài nguyên tắc xử trí ngộ cấp và các ngộ độc cấp thường gặp. Các bạn có hỏi gì không? Thế nguyên tắc xử trí ngộ cấp thì đầu tiên là nguyên tắc làm sao chẩn đoán, nguyên tắc để hỏi bệnh, nó quan trọng tập trung về các cái hội chứng ngộ độc, các thứ vân vân. Và trong gia xử trí thì quan nhất là xử trí là cái các bạn phải chú ý cái hồi sức, đúng không nhỉ? Thế ngoài ra thì tùy theo nó sẽ có biện pháp ngăn ngừa hấp thu, người chất độc người hoặc người rồi thì bạn tăng tải chứa bằng thuốc giải độc đặc hiệu, đúng không nhỉ? Đấy là các cái nhóm biện pháp. Thế còn các cái ngộ độc, các cái thường gặp như là các cái cơ, các đê nan, à với cả cái paracetamol, đúng không nhỉ? Thì opi thì đấy là cái mà thường gặp. Nha, thì nó đều có câu hỏi cái nha bạn chú ý. Có hỏi gì không nhỉ? Dạ thưa thầy, để cho em hỏi ạ. Ừ, em hỏi đi. Thầy ơi, trong cái sách giáo khoa thì có ghi rửa dạ dày là trong tốt nhất là trong giờ đầu. Thế thì cái giới hạn mốc thời gian nó mấy giờ, 3 giờ hay là 6 giờ? Trong 6 giờ em ạ. Vâng ạ. Đấy. Đấy là cái guideline của Bộ Y tế thì tất cả nó vẫn theo như vậy. Còn đương nhiên là tốt nhất là trong giờ đầu. Còn thôi không nói ra ngoài, em đi thi. Còn em đi lâm sàng thì mới biết được, ví dụ như châu Âu chẳng hạn thì kiếm làm sao được kiếm được ca rửa dày, cái câu chuyện nó khác với Việt Nam. Thôi như chúng ta vẫn là trong Việt Nam thôi. Hay gì nữa không? Nhiều quá nha các bạn, phải học đi, học thì mới, bây giờ sắp thi nơi rồi nhỉ, học thì mới hỏi được. Hãy chú ý một tí nhá, thì đấy là các cái biện pháp để xử trí. Thế còn ứng dụng vào trong mấy cái hơi kỳ quái một tí, cái ngộ độc phân hữu cơ chẳng hạn thì các bạn đọc thôi. Thì các bạn biết rồi nó liên quan đến gọi là gì nhỉ? Nó gắn với cả acetylcholinesterase, phân hủy mất đặc tính của acetylcholinesterase nên không phân hủy acetylcholine tại các đầu tận thần kinh. Và do đó thì nó sẽ gây nên cái kích thích được về hội chứng cường của Netflix, đúng không nhỉ? Rồi các hội chứng muscle nicotine, hội chứng thần kinh trung ương. Thế ngoài ra thì nó còn gây thêm vì nó ảnh hưởng đến các synapse thần kinh cơ mà. Và nó còn gây ra các cái gọi là hội chứng trung gian, hội chứng nicotine mới muộn. Nên trong điều trị của nó thì cũng đúng áp dụng các nguyên tắc thôi, cũng áp dụng các biện pháp hồi sức, nhất là hồi sức hấp, tại vì bệnh nhân có thể chết do hội chứng muscarinic suy hấp, đúng không nhỉ? Và bệnh nhân có thể nôm na tức là các bạn đã áp dụng các biện pháp ngăn ngừa hấp thu, nhưng mà quan trọng nhất với cái dài nhất thì thường là sử dụng các cái thuốc giải độc, đó là PAM hay pyroxam hay là atropin. Thế còn bài thứ hai là bài ngộ độc mitoprolol, đúng không nhỉ? Ngộ độc phenobarbital thì thường các bạn chú ý thì nó là tác dụng thông qua GABA, đúng không nhỉ? Và nó gây ra hội chứng lâm sàng thường là hôn mê yên tĩnh, đúng không nhỉ? Ngoài ra thì bệnh nhân có thể có các cái suy hấp hoặc là các biến chứng của hôn mê. Trong xử trí thì hồi sức cấp thiết là quan trọng rồi, nhưng mà cái minh chứng của tất cả biện pháp tăng thể trừ chất độc. Thế còn bài tiếp theo là bài ngộ độc paracetamol, bạn quen rồi đúng không nhỉ? Cái paracetamol thì nó chuyển hóa nhưng một ít thôi, chuyển hóa qua cetohydrin 150 nó tạo thành các cái chất độc, đúng không nhỉ? Thế bình thường thì có gọi là có paracetamol nó gắn vào đấy, các bạn không sao, nên hết kiệt kiệt glutathione rồi thì nó chất độc nó không được gắn vào, được chuyển hóa, nó gây ra tổn thương gan và tổn thương ngoài ra có thể gây ra tổn thương thận cấp vì bên trong bệnh trong đấy. Và trong điều trị thì cũng nhiều biện pháp, trong đấy thì quan trọng nhất là N-acetylcysteine, đúng không nhỉ? Chú ý một tí. Thế còn ngộ độc ma túy nhóm opi, các cái opi thì nó gây ra thông qua cái receptor opioid, đúng không nhỉ? Gây ra tam chứng kinh điển, đó là các cái hôn mê, các đồng tử phóng nhỏ, những dấu hấp, đúng không nhỉ? Ngoài ra các bạn thêm các cái như là phục cấp tổn thương, đúng không nhỉ? Giờ các thứ cũng cần đây một chú ý một tí. Trong điều trị thì quan trọng nhất là dấu hấp và dùng kháng sinh, đây là từ nó lướt đạn tí thôi, để trả các bạn học. Ok, thế là nếu như bạn không hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài gọi là nguyên tắc xử trí ngộ độc cấp. Tôi review lướt cho các bạn lại các cái dàn lý của cái bài đấy và một số các ngộ độc thường gặp. Có hỏi gì không? Các bạn hỏi gì tôi sẽ rời cẩn thận từ từ nhá. Còn review tôi sẽ nói nhanh một chút thì tôi đoán là đến giờ phút này chắc các bạn phải học rồi. Nên nói lại nó hơi nhàn. Ok, tiếp theo các bạn sẽ tiếp tục đến cái bài tiếp theo, là bài gần hết rồi đấy. Bài dưới dạng nước điện giải là thăng bằng kiểm toan. Thì thật ra chủ yếu là natri kali. Các bạn có hỏi gì không?
Em cứ cho em. Hỏi đi, hỏi đi. Đấy, ngộ độc một số thuốc làm tăng chất độc là axit vào ống thận ấy. Thì nó sẽ làm toan nhiều, thì mình có ưu tiên các biện pháp kiểu hóa nước tiểu không, nhưng mà đấy bệnh nhân có tình trạng tụt huyết áp hay là phải nâng áp trước rồi mới dùng CV carbon để làm kiểu hóa nước tiểu, nó chẳng liên quan gì nhau cả. Cái câu chuyện là nếu như bạn nhớ là biện pháp đầu tiên quan trọng nhất là hồi sức, nhưng tụt huyết áp tự nhiên chúng ta áp dụng hồi sức rồi nhá. Thế còn đối với các chất canxi axit yếu của bạn, bây giờ cái KPI của nó thấp đi mà, thì khi mà các bạn biết rồi một chất nó sẽ được lọc qua cầu thận, tái hấp thu ống thận và muốn đi qua màng tế bào, thì các bạn học về mặt dược lý ngày xưa ta nói rất là rõ rồi, phải không phải dạng ion, phải dạng không ion cơ, nên thì mới đi qua được màng. Thế thì cái chất nó KPI thấp rồi, mà khi các bạn kiềm hóa nước tiểu thì nó chuyển hết thành dạng ion nha. Bạn nhớ là công thức là công log nhé, log cho nên tức là các bạn thay đổi pH một phần thì cái tỷ lệ mà nó thành dạng ion hóa nó thành gấp 10 lần. Thế cho nên là phần lớn nó chuyển thành dạng ion, một dạng ion thì không hấp thu được, tái hấp thu được ống thận, nó lọc được cầu thận nên ta không tái hấp thu ống thận thì nó thải ra ngoài, ta gọi là tăng thải trừ bằng kiềm hóa nước tiểu hay là các cái ion trapping hay bẫy ion. Nên cái cơ chế của nó thế là các sẽ là axit yếu nhá. Còn axit mạnh thì quên đi, axit mạnh thì đấy là các gọi là ngộ độc gan mòn, nó làm bỏ những câu chuyện nó khác. Thế còn hồi sức thì bạn hồi sức chứ còn kiềm hóa nước tiểu thì bạn cứ cho chứ, nên nó cũng chả liên quan gì cả. Còn đương nhiên là bao giờ hồi sức quan trọng đầu tiên rồi. Như thầy là cái phần đọc khí máu ấy ạ, thì câu hỏi chỉ đơn thuần là đọc khí máu thôi hay nghĩa là toan hô hấp hay là toan chẩn đoán đơn thuần hay là nó còn phức tạp hơn ạ? Nó không bắt tính toán nhiều quá, em nhìn lướt qua là em hiểu được rồi em ạ nhá. Nó không bắt như là quân hồi sức, em hiểu không nhỉ? Ví dụ như em nhìn bệnh nhân CV chẳng hạn, em biết thừa là nó một cái gọi là tăng gọi là ta xoa mãn rồi, cái mãn rồi giờ nó gọi là tam đẳng cấp chẳng hạn, em hiểu như ta kiểu như thế, cho nên ta nói những đơn giản thế thôi chứ người ta không bắt em tính. Còn nếu như tính cần em đọc nhanh thôi, đọc những cái dối loạn nó đơn giản, tức là cái lựa chọn ở dưới nó cũng sẽ đơn giản. Còn nếu mà quân hồi sức thì người ta mới bắt, tức là không có chuyện ý, em phải tính, em phải bù xem nó có mesh với nhau hay không, đúng không nhỉ, thì nó mới ra được các cái gọi là hỗn hợp, vì đâu đấy nó có thể cộng thêm đủ các thứ nó hỗn hợp vào nếu như các cái nó bù nó không phù hợp. Tất nhiên là dựa vào các cái rối loạn nguyên phát là gì, trong đấy các cái gọi là cơ chế bù, đúng không nhỉ, nhanh hô hấp nó bằng thận mà. Thế cái đấy là các cái chuyện đấy, nhưng mà tính toán thì ta chỉ nhìn nhanh thôi, ta không bắt phải em phải tính hẳn ra, mới hiểu không nhỉ. Thì các cái lựa chọn ở dưới nó sẽ khá là nó đơn giản hơn một chút, nó không quá là phức tạp, nhưng nó có hỗn hợp vào cái chất, cái gì nó có thì nó cũng có hỗn hợp, nhưng nó không bắt để tính toán thì phát hiện ra cái hỗn hợp mà nó quá là cao. Thế ơi, lúc nãy bài ngộ độc em muốn hỏi một ý mà em đọc sơ qua nhưng em cũng chưa hiểu lắm ạ. Về nguyên nhân của cái ngộ độc opioid, người bệnh ở trong sách có ghi là người bệnh nghiện ma túy thì thường bị quá liều do đổi dùng thuốc sang người bán hoặc là do tăng liều để đạt khoái cảm. Vậy thì một trong hai nguyên nhân này thì nguyên nhân nào thường gặp hơn ạ? Em ơi, cái câu chuyện nó là như thế này nhá. Nó tùy từng trường hợp, cái lúc này là cái này, lúc cái này kia. Ví dụ như là trong các cái tác dụng thì tác dụng là tolerance, tức là các cái gọi là các cái dung nạp, các tác dụng ấy, thì cái tác dụng trên hô hấp thì nó không không dung nạp nhiều, nhưng tác dụng ví dụ như là khoái cảm này chẳng hạn, nó vân thì nó lại bị tolerance, là bị cần nó phải tăng liều lên để nó đạt được khoái cảm, trong khi tác dụng trên hô hấp thì nó lại không, hiểu không nhỉ. Thế nên cứ tăng mãi lên đạt được khoái cảm thì nó sẽ bị ức chế hô hấp. Thế còn tại sao lại đổ người bán? Tại vì ma túy mà, nên là nó về nguyên tắc của nó là nó không không biết hàng cả, thế cho nên đổi sang từ cái này sang cái kia, hàm lượng nó khác hẳn nhau. Thế rồi trường hợp mà người ta đang cai nghiện thế vân vân, đến lúc người ta bỏ một thời gian lâu rồi, trong cái liều dùng đầu nó rất là hay bị, em hiểu nhỉ, thì nó tùy theo từng hoàn cảnh một thì nó có thể bị như thế mà. Vâng, thế không có cái nguyên nhân nào mà thường hay gặp hơn trong những cái nguyên nhân đấy ạ?
nó không có nói có nghiên cứu thì mình nói được các bạn. Ví dụ nó có thể là hay gặp nhất là cái ví dụ như là trong một thời gian nó không dùng, nó dùng lại liều đầu này, em hiểu không nhỉ? Thế còn lại thì cái gọi là hàm lượng nó không có vân vân thì đấy là cái nó người ta nói là thường gặp thôi, còn nhất 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 thì cũng chả nói được, nó lại không nói được thì trả câu hỏi là nhất được các bạn, em hiểu nhỉ? Còn cái chuyện đương nhiên là cái chuyện nó dung nạp, nó tolerance đương nhiên nó phải tăng liều thì đạt được khoái cảm thì nó cũng bị, thế có trường hợp thì nó bị như thế, có trường hợp thì đấy trên lâm sàng gặp cái vụ nó bỏ một thời gian nó dùng lại liều, nó dùng lại như cũ thì nó bị luôn cái điều đầu ấy. Thế còn ví dụ như đang dùng một cái lèo phèo tự nhiên nó đổ sang một cái tự nhiên hàm lượng nó cao hơn hẳn mà nó vẫn dùng cái cỡ khoảng như thế thì nó bị thôi, thì tất cả cái đấy thì nó là tương đối thì bọn nghiện đấy mà làm sao biết được. Vâng ạ, anh có vấn đề Đấy ạ. là các tình huống thường gặp thôi, còn chả ai hỏi là cái nào gặp nhiều hơn cái nào được, khó thì không có gọi nghiên cứu để mà chứng minh cái chuyện này. Thầy cho em xin hỏi một câu ạ. Ừ. À, đi Ờ, em ơi. trong dạ vâng, trong trường hợp mà bệnh nhân có hạ natri máu ạ, Ừ. thì mình tính nhâm được thẩm thấu mà theo công thức ở đấy thì là hai lần natri cộng với cả kali cộng ure cộng glu ạ. Thì cái nồng độ natri đây là natri mình đo được trên xét nghiệm hay là natri phải hiệu chỉnh ạ? Em ơi, em cẩn thận nhé, cẩn thận nhé, em đang tính đấy là còn nó gọi là liên quan đến tính gọi là còn bình thường hạ lấy máu thì người ta sẽ chia thành gọi là giả giảm lấy máu, tức là hạ lấy máu mà em đầu tiên bao giờ làm áp lực thẩm thấu mà đã hạ lấy máu thật thì bao giờ phải giảm áp lực thẩm thấu, hiểu không nhỉ? Còn công thức Dạ em tính vâng. đấy là tính khoảng chấm áp lực thẩm thấu, còn chấm áp lực thẩm thấu thì đấy còn chấm áp lực lấy áp lực thẩm thấu đo được, cái cắm cái máu vào trong máy đo ấy, đấy là áp lực thẩm thấu và đơn vị nó là miếu kém lúc em trừ đi cái nó gọi là độ thẩm thấu tính, thì độ thẩm thấu tính thì có thể là natri cộng kali đúng không, nhân đôi cộng glucose cộng ure chẳng hạn, hoặc là có người thì thích để kali vào, có người thì thích để không thích để ure vào đúng không nhỉ? Ure nó bảo là không phải là gây ra gọi là di chuyển nước qua màng, tức là không tạo thành áp lực thẩm thấu hữu dụng, cho nên nhiều người công thức thì không cho vào, trên tóm lại là cho công thức gì cũng được, có rất nhiều công thức để tính, em hiểu không nhỉ? Thì tùy mỗi công thức thì em sẽ có cái gọi là cái hiệu chỉnh tương ứng, tức là cái reference, tức là cái tham chiếu tương ứng. Thế còn đấy là cách tính khoảng trống áp lực thẩm thấu nhé, ta lấy khoảng áp lực thẩm thấu đo được trừ đi cái áp lực thẩm thấu tính, từ từ đấy người ta dùng cái số đo thật ý nha. Còn khi mà em tính cái natri hiệu chỉnh thì em lại là chuyện khác, em hiểu không nhỉ? À, dạ vâng. Hiểu không nhỉ? Cái công thức của em là công thức tính gọi là estimate, em hiểu không nhỉ? Cái gọi là độ thẩm thấu ấy nha. Dạ vâng. Nhưng mà nhớ nhá, có rất nhiều các công thức thôi nhá, thì mỗi một tính công thức thì em phải dùng cái reference, tức là cái khoảng tham chiếu tương ứng nhá, em hiểu không nhỉ? Dạ vâng. Đấy, cái Dạ vâng. đấy có người tôi bảo rồi, có nhiều công thức, có người thì sướng người ta sẽ ure vào, có người ta không sướng người ta bỏ ure ra, nhưng tất cả đấy là số đo thật nhá, em hiểu không nhỉ? Thế còn lại Dạ thì em vâng. hiệu chỉnh là gì, em hiệu chỉnh em biết thừa, tại vì là tất cả nó sinh học xấu đúng không nhỉ, theo cái cân bằng, thế cho nên là cái nguyên tắc ví dụ như một chấm gọi là cứ gọi là 1 gram đường 1.6, tất nhiên là người ta còn question cái chuyện 1.6 đấy, nhưng mà đấy là cái hiệu chỉnh thì em hiểu được cái natri mình đo là thế, nhưng thực nó khác, hiểu không nhỉ? Nhưng còn cái mà em nói đấy là dùng trong công thức thì đương nhiên là dùng số thức rồi. Dạ, dạ vâng. Ừ. Cảm ơn thầy. Nhớ nhưng tất cả mục đích nó khác nhau nhá, cái gọi là hạ lên máu đó được thẩm thấu em xác định đấy là cái gọi là true hypomagnesemia khác, còn cái em nói đấy là cái câu chuyện em tính khoảng trống được thẩm thấu lại dùng trong cái chuyện khác nhá, nó là osmolar gap lại dùng cho chuyện thì nhớ là hạ là hạ nó đi hạ kali bao giờ nó cũng hay, nó khó hơn một tí, tăng nó dễ hơn một tí, nhưng mà nói chung là đấy là các cái vấn đề dài. Nhớ nhá, các bạn vừa rồi hỏi về cái khi máu thì bạn nhớ nhá, người ta vẫn đưa vào nhưng mà người ta đưa vào những cái nó đơn giản thôi, ví dụ như bạn nhìn thấy một cái thấy một tình trạng nguyên nhân này, xong bạn thấy là rõ ràng người ta có tình trạng người ta chuyển hóa rồi nhưng mà thấy CO2 nó cũng cao, thế thì ra cũng hợp cả chuyển hóa cả hô hấp được gì, em hiểu không nhỉ? Tức người ta chỉ thấy thôi, em nhìn nhanh em đã thấy rồi, thế còn tất nhiên là người ta chỉ hỏi đến mức như thế thôi nha. Thế còn nếu như mà tính toán thì đấy là của quân hồi sức nhá, quân hồi sức thì không cho phép như thế, quân hồi sức người ta phải tính thêm là dối loạn bù cấp với bù mãn như nào, nhưng đấy là cái khi máu mà hỏi trong quân gọi là quân hồi sức, còn hỏi các bạn thì các bạn có thể đọc nhanh được đúng không nhỉ? Ví dụ thấy một tình trạng là ví dụ như pH dưới 7,3 dưới nhân nhiễm toan rồi, xong nhìn ok cái này là toan chuyển hóa tăng của cho nên rồi, thế nhưng mà nhìn đến nước C2 thì không phải C2 giảm đúng không, nó không bù nó lại tăng nữa, thế đây là mix giữa cái tăng hấp với cả tăng chuyển hóa rồi, em hiểu không? Ta chỉ nhìn nhanh như kiểu đấy thôi, còn câu hỏi thì thường thường người ta không có thời gian cho nên ta cũng không bắt tính, mà tính toán các thứ vân thì đấy là của hồi sức nhá. Bạn trước trả lời mà tôi không hiểu bạn đã thấy đồng ý với câu trả lời không, thấy bạn gọi là phản hồi lại nhưng đấy nó kỹ một tí thì về cái câu hỏi của bạn trước trước mấy câu mà bạn hỏi ấy, không bạn hỏi ấy. Ok, các bạn có hỏi gì nữa không?
Đó, có bạn gì định hỏi đấy? Các bạn có hỏi gì tiếp không? Các bạn là sạch thì chắc không phải hỏi. Cái gì? Nói to lên tí xem nào. Dạ, dạ thưa thầy, là cái phần dùng huyết thanh kháng độc giấm đấy ạ, thì nó có tác dụng tại chỗ không ạ? Hay là chỉ có tác dụng toàn thân thôi ạ? Nó có chứ, nó hồi phục có tác dụng tại chỗ, nhưng mà bạn nào đấy hỏng rồi mà. Thì bạn ơi, có bạn nào đấy bị nhiễu thì nhờ bạn ấy, bạn nào đấy tắt tắt hộ cho bạn đấy. Thì nó nghe rất là khó. Không phải bạn nào đấy đi đường hay cái nào đấy để nhiễu lắm. Thì đã trả lời cho cái bạn trước rồi nhá em nhá. Chú ý là cái tác dụng chỗ có, còn tác dụng toàn thân thì nó tốt hơn thôi. Hồi phục tác dụng toàn thân của nọc rắn, của nọc rắn thì nó tốt hơn. Còn có chứ, tại chỗ tác dụng nọc rắn hổ mang thì chủ yếu tác dụng tại chỗ mà. Bạn nghe được không nhỉ? Tôi thấy nó cứ sẹt suốt thì không biết bạn nào đấy. Không biết tình như nào nhỉ? Nó gây rất là gây nhiễu. Nên nó không tốt cho chúng ta nghe được rồi. Rồi ok, đấy là câu trả lời câu hỏi của bạn nhé. Bạn có hỏi gì nữa không? Ok nhé, thế vậy là chúng ta đã đi qua từng một câu hỏi chung các bạn rồi. Thứ hai là chúng ta đi qua từng phần một của cái phần triệu chứng nhé. Tức là bài sốt, bài khó như khó thở này, về bệnh học, phần bệnh chính thôi, đúng là phần 4, phần 6. Thì các cái vui tuần hoàn này, phải bổ tiếp này, điện giật, ngạt nước này, rồi các cái bài về cái tức thường tập. Cũng nhờ, xong đấy, cái bài về sốt, về nguyên tắc sử dụng cấp, nước giải, cửa quan. Để chúng ta đã đi bước từng bài một, đúng không nhỉ? Các bạn chưa kịp câu hỏi thì tôi phải nói lại cho các bạn một chút của cái giả lý hoặc cái việc tương lai tóm tắt thôi. Còn lại thì các bạn hỏi chúng tôi trả lời cho các bạn câu hỏi. Bây giờ có hỏi gì nữa không nhỉ? Ok, nếu mà không hỏi nữa thì tức là chúng ta khá là ổn. Còn đâu đấy thì nếu mà trong quá trình mà thấy có gì đặc biệt quá thì ngược lại, như là bạn nhóm trưởng nhá, thì bạn có thể mưu dây thì tôi sẽ giúp được mưu, nhưng cố gắng là thế đấy. Thì các bạn nếu mà có câu trả lời thì các bạn
nói chung lên cho tất cả mọi người đấy là mọi người nếu như còn câu hỏi tiếp theo còn lại thì nếu như có câu hỏi nữa thì tôi chúc các bạn kỹ tốt nhé. Các câu hỏi gì nữa đúng không? Bây giờ các bạn học đi, không cần đến thời gian thi rồi. Nó cũng cố gắng làm tốt thành bài tập này tốt bằng được trường chuyên một là các bạn học. Nghe không hỏi rồi. Nhưng mà thôi nhé, chúng ta dừng ở đây nhé để cho các bạn học. Rồi, thì các bạn học nhé. Nhá, xem câu hỏi gì cũng được. Các bạn lướt qua đầy đủ.